Chào các em học sinh thân mến, thầy tên là Phan Nhật Tân, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, dạy bộ môn toán 7 và 9. Hôm nay thầy đại diện cho thầy cô nhóm toán 7 dạy bài hình học đầu tiên trong chương 3. Đầu tiên thầy mời các em bước vào bài chấm hỏi 1 như sau. Cho tam giác ABC có cạnh AC lớn hơn cạnh AB. Hãy so sánh các góc ABC và góc BCA. Để làm được bài này thì chúng ta sử dụng thước đo độ để chúng ta tiến hành đo hai góc B và C. Thì chúng ta đo lần lượt được góc B là bằng 60 độ và góc C là 30 độ. Để dễ nhìn hình hơn thì thầy copy hình bên trên xuống dưới cho các em dễ quan sát. Các em có được góc B bằng 60 độ và góc C bằng 30 độ. Thì sau khi có số đo của hai góc này thì các em có thể dễ dàng để đưa ra cái so sánh của hai góc này, đó là góc ABC lớn hơn góc BCA. Các em thấy cái góc ABC này đây, nó có đỉnh là B, nó đối diện với cái góc ABC này đây, đó là cạnh nào? Thì bây giờ các em quan sát này, góc ABC có đỉnh là B, đối diện với nó là cạnh nào? Các em dễ dàng trả lời được, đối diện với góc ABC này chính là cái cạnh AC. Tương tự như vậy, đối diện với lại góc ACB là cạnh nào? Đây, góc ACB có đỉnh là C, đối diện với nó là cạnh nào các em? Các em dễ dàng trả lời được, chính là cạnh AB. Các em trở lại cái phần giả thuyết ở bên trên thì chúng ta có được cạnh AC lớn AB. Thì ta suy ra được cái góc ABC đối diện với cạnh AC, cạnh lớn này nè, nó sẽ lớn hơn cái góc BCA là cái góc đối diện với cạnh nhỏ này nè. Thì chúng ta thấy góc mà đối diện với cạnh lớn hơn thì đó là góc lớn hơn. Đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Đó là bài thứ nhất trong chương 3, liên hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác. Định lý 1. Trong tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Thì cô đọng lại định lý 1, thầy có cái phần giả thuyết kết luận và hình vẽ như sau. Tam giác ABC có AC lớn hơn AB thì góc ABC lớn hơn góc ACB. Thầy dừng lại ít phút để làm rõ hơn về cái khái niệm góc và cạnh đối diện. Bây giờ các em quan sát ba ký tự ABC. Như vậy đối diện với cạnh AC, đối diện với cạnh AC là cái góc nào? Thì như vậy chúng ta đây có ba ký tự ABC đối diện với cạnh AC thì chúng ta dễ dàng lấy cái cạnh AC này ra. Thì như vậy nó còn lại là cái góc B. Như vậy chúng ta có thể hình dung được đối diện với cạnh AC là cái góc B, góc có đỉnh còn lại. Như vậy tương tự như vậy, góc đối diện với cạnh AB là góc nào? Ở đây ta có ba ký tự ABC. Đối diện với cạnh AB, lấy ra hai ký tự AB đi, thì nó còn là cái góc C. Nó được. Thì như vậy góc đối diện với cạnh AB chính là góc C, viết đầy đủ là góc ACB. Như vậy các em đã hiểu rõ hơn về như thế nào là góc đối diện với cạnh lớn hơn. Bây giờ để hiểu rõ hơn về định lý 1 này, thầy mời các em qua phần bài tập thứ nhất. Đó là trong tam giác DEF có DE bằng 6cm và DF bằng 8cm. Hãy so sánh góc DEF và góc DFR. Các em dễ dàng dựa vào số đo mà đề bài đã cho thì các em dễ để mà so sánh được độ dài của hai cạnh này. Hai cạnh này cạnh nào lớn hơn? Như vậy các em có thể nói cách mau lẹ, đó là DF lớn hơn DE vì 8cm tới 6cm. Từ điều đó các em bật ra cái góc đối diện với cạnh DF. Đây là cạnh DF. Góc đối diện với cạnh DF là góc nào đây? Là góc E. Còn góc đối diện với cạnh DE là cạnh nhỏ hơn. DE đây là góc nào đây? Là góc F. Vậy các em có thể trả lời vắn tắt
là cột ơ lớn hơn cột em. Và thầy có cái phần trình bày như sau, đó là trong tam giác DOS có đề F lớn hơn đề ơ vì 8 cm lớn hơn 6 cm. Các em chú ý khi các em làm bài, các em đưa ra cái khẳng định DF lớn hơn DE thì các em phải giải thích rằng khẳng định này có được từ đâu, là do 8 cm lớn hơn 6 cm. Dựa vào kiến thức bài học định lý 1, ta mới đưa ra được cái góc đối diện với cạnh DF, đó là góc E lớn hơn góc đối diện với cạnh DE là góc F. Tên gọi đầy đủ của hai góc này là góc DEF lớn hơn góc DFE. Và hãy giải thích khẳng định trên có được từ cái liên hệ giữa góc và cạnh đối diện nó dạng. Như vậy các em thấy bài tập 1 đã hoàn tất một cách rất là mau lẹ và dễ hiểu. Bây giờ chúng ta lại bước qua bài số 2 và được nâng lên một chút xíu, đó là trong tam giác ABC thì có 3 cạnh AB bằng 3 cm, AC bằng 4 cm và BC bằng 5 cm. Hãy so sánh góc C, góc B và góc A. Thầy có hình vẽ ở đây. Như vậy, từ cái đề bài đã cho AB bằng 3, AC bằng 4 và BC bằng 5 cm thì càng dễ dàng so sánh độ dài của bài cạnh này. Như vậy bài này nó khó hơn bài cạnh nãy. Đó là bài nãy chỉ có 2 cạnh thôi, bài này nó nâng lên 3 cạnh. Thì 3 cạnh các em cũng có quyền so sánh cùng một lúc luôn, không vậy? Như vậy dựa vào số đo sẵn có của nó, 5 thì đương nhiên lớn hơn 4, lớn hơn 3, có nghĩa là cạnh BC lớn hơn cạnh AC lớn hơn cạnh AB vì 5 cm lớn, 4 cm lớn 3 cạnh. Từ đó các em mới bật ra đối diện với cạnh BC, cạnh BC là cạnh lớn nhất, vậy đối diện với cạnh BC là góc nào đây? Là góc hẹp. Đối diện với BC các em có thể dùng ký tự cũng được hoặc dùng hình để diễn giải cũng được, đó là BC đối diện với BC là lớn hơn cạnh AC. Như vậy đối diện với AC là góc nào đây? Là góc B. Như vậy A lớn hơn B rồi đó. Bây giờ đến tiếp tục là cạnh AB là cạnh nhỏ nhất, phải đối diện với cạnh AB là góc nào đây? Là góc C. Vậy ta có được góc A lớn hơn góc B lớn hơn góc C, đó chính là kết luận của bài. Và chúng ta cũng chú ý đó là chúng ta luôn luôn phải giải thích những cái khẳng định này có được từ đâu, có được từ mối liên hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác. Như vậy chúng ta đã xong hai bài tập này một cách mau chóng và lẹ lạc. Thì hồi nãy giờ chúng ta đã học xong bài định lý 1, đó là của bài này, học xong phần định lý 1 của bài này trong tam giác góc đối diện với cạnh lớn hơn là lớn hơn. Thầy mời các em bước sang bài chấm hỏi này đây, trong tam giác cạnh đối diện với góc lớn hơn thì như thế nào? Các em đọc kỹ cái phần chấm hỏi này thì các em thấy nó có phần đối nghịch với định lý 1. Ở trên là góc đối diện thì dưới đây là cạnh đối diện. Đối diện với ai? Ở trên là đối diện với cạnh lớn hơn thì đây là đối diện với góc lớn hơn. Thì như thế nào? Thì các nhà toán học người ta cũng chứng minh được, đó là trong tam giác cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Tóm tắt lại định lý trên, thầy có phần giả thuyết kết luận và hình vẽ sau, đó là tam giác ABC có góc ABC lớn hơn góc ACB. Vậy cái cạnh đối diện với lại góc B này đây lớn hơn cạnh đối diện với góc C, đó là cạnh AC, và lớn hơn cạnh AB. Tương tự ở định lý 1 thì thầy cũng mời các em bước vào bài tập bài số 3 để các em hiểu rõ hơn về định lý này. Trong cái tam giác MNP có góc M có góc PMN bằng 70 độ, góc PMN bằng 50 độ. Hãy so sánh các cạnh của tam giác MNP này. Như vậy trong các phần câu hỏi của đề bài người ta yêu cầu so sánh các cạnh thì tự hỏi các em so sánh mấy cạnh này các em. Như vậy tam giác là có 3 cạnh. Như vậy chúng ta phải so sánh 3 cạnh của tam giác này. Và nó cũng giống như hồi nãy bài số 2, khi người ta cho 3 cạnh thì chúng ta mới so sánh được 3 góc. Còn bây giờ người ta chỉ so sánh 3 cạnh thì chúng ta phải biết được mấy góc các em.
được 3 cặp. Như vậy, nhìn vào cái phần giả thuyết của đề bài, người ta chỉ cho hai góc thôi, thì như vậy các em sẽ tính được cái góc còn lại là trong góc pi nào hay không. Hãy suy nghĩ kết thúc. Thầy nghe phong phong trầm gió thì các em thấy là các em có một vài em đang nhau nhau đón với nhau rằng chúng ta có thể sử dụng kiến thức tổng ba góc trong tam giác để mà chúng ta tính ra được số đo của thực tiễn. Rất tốt các em có thể làm nhiều cách, nhưng thầy sẽ giới thiệu cho các em cách ngắn gọn sau. Đó là các em dựa vào tổng ba góc để các em tính ra được số đo của góc pi. Sau khi có cái góc pi này rồi thì các em có thể so sánh các góc của cái tam giác em anh pi này. Như vậy ta phải nói rằng sau khi tính ra được góc pi này bằng 60 độ rồi thì góc m lớn hơn góc pi và lớn hơn góc anh bằng. Hãy nói ngắn gọn để cho các em dễ nghe hơn nhiều. Đó là góc m lớn hơn góc pi và lớn hơn góc anh là thì 70 độ lớn hơn 60 độ lớn hơn 50 độ. Dựa vào định lý 2 chúng ta đã học, cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn. Như vậy góc m này lớn hơn, vậy cạnh đối diện đó là cạnh pi âm, sẽ là cạnh lớn nhất. Lớn hơn góc pi, vậy cái cạnh đối diện với góc pi là cạnh m âm, là cạnh lớn thứ nhì. Và cuối cùng thì cái góc nhỏ nhất là cái góc anh n đối diện với nó là cạnh pi m, vậy cạnh pi m là cạnh thứ ba, là cạnh nhỏ nhất trong tam giác này. Như vậy chúng ta có được kết luận pi âm lớn hơn m âm và lớn hơn pi m. Như vậy chúng ta cũng đã giải quyết xong được cái bài số 3 trong dòng công thức thời gian tương đối ngắn. Hay là mời các em bước qua một bài số 4. Trong tam giác ABC vuông tại A, các em hãy so sánh góc B với góc A và góc C với góc A. Hãy suy nghĩ kết thúc. Tam giác này vuông tại A thì chúng ta có thể suy ra được điều gì liên quan đến góc B và góc C? Thầy lại nghe lời của gió nói rằng hai góc B và C này có tổng là bằng 90 độ. Đó là trong tam giác vuông hai góc này, hai góc còn lại thì tổng bằng 90 độ. Thì như vậy khi mà hai góc này cộng lại bằng 90 độ thôi, như vậy nó như thế nào đối với 90 độ các em? Cộng lại bằng 90 độ thì mỗi góc này nó có số đo như thế nào đối với 90 độ? Nó phải nhỏ hơn 90 độ. Đó vậy. Bởi vì B và C là số hạng của tổng thì đương nhiên nó phải nhỏ hơn số hạng, nó phải nhỏ hơn tổng. B nhỏ hơn 90 độ, C cũng nhỏ hơn 90 độ. Vậy B và C còn gọi là góc gì các em? Như vậy chúng ta dễ dàng trả lời được là góc B và góc C chính là góc nhỏ. Như vậy ta có thể kết luận rằng góc B là góc C là góc nhỏ thôi, phải nhỏ 90 độ, phải đương nhiên nó phải nhỏ hơn góc vuông là góc A. Góc B nhỏ góc A và góc C nhỏ góc A. Như vậy qua bài tập so sánh các góc B và C này thì chúng ta thấy rằng trong cái tam giác ABC này đây có góc A là góc 90 độ thì các góc còn lại là góc nhỏ. Như vậy trong một tam giác có mấy góc vuông? Như vậy chỉ có được là một góc vuông. Tương tự như vậy, người ta cũng nêu lên một cái câu hỏi, đó là trong tam giác có nhiều nhất mấy góc tù. Và cái phần này thì các nhà toán học người ta cũng chứng minh được là trong tam giác có nhiều nhất là một góc tù. Đó là xong cái phần bài tập số 1 và một số cái chú ý mà thầy muốn gửi đến các em. Như vậy hồi nãy giờ chúng ta đã học xong hai cái định lý và một số cái kiến thức cần ghi nhớ. Thầy xin cô đọng lại hai cái định lý đó qua cái phần tổng quát như sau. Trong tam giác góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn và ngược lại. Tam giác ABC có AC lớn AB, vậy góc đối diện với cạnh AC là góc B.
phải lớn hơn góc đối diện với cạnh nhỏ AB là góc C. Cái phần mà các em cần ghi nhớ thứ hai trong cái bài học ngày hôm nay đó là trong phần góc vuông hay tam giác tù. Thì hồi nãy chúng ta đã chứng minh rằng là trong một cái tam giác thì chỉ có một góc vuông mà thôi, hoặc là trong một cái tam giác thì có một góc tù mà thôi. Thì như vậy trong một cái tam giác vuông hay là tam giác tù, góc vuông mà góc tù là góc lớn nhất, cho nên cạnh đối diện với góc vuông hay góc tù là cạnh lớn nhất. Thì đó là xong cái phần lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Thì các em về nhà, các em có thể làm bài số 3 và bài số 5 trong trang 56 của sách giáo khoa. Nãy giờ chúng ta cũng đã học nhiều và cũng làm bài tập rất nhiều. Thầy xin cô đọng lại cái phần lý thuyết lẫn cái phần bài tập cho các em ở trong bản sao. Thì các em có thể làm xong, các em có thể ghi chép lại phần bài học, bài tập và các em làm bài tập nhà. Sau đó các em gửi về địa chỉ email dành cho thầy. Thầy có để bên dưới hoặc các em có thể gửi điệp về địa chỉ email của nhà trường, hay là các em có thể làm vào cái tờ giấy đôi rồi đến ngày nhập học, ngày nhập học vào trường, các em có thể gửi về cho giáo viên bộ môn của các em để cho giáo viên có thể là chấm bài cho các em. Rồi, buổi học ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn các em. Xin chúc các em cùng gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp các em trong các tiết lần sau. Bye bye.